20 thành phố đông dân nhất thế giới từ năm 1500 đến năm 2021, thế kỷ 16 với sự thống lĩnh của Bắc Kinh, Trung Quốc, sau đó đến Itabun của Thổ Nhĩ Kỳ, thành phố Vichazan Naga của Ấn Độ nằm trong top 3 khoảng 50 năm sau đó đã biến mất khỏi top 20. Đất nước tỷ dân luôn có khoảng 5 thành phố nằm trong top 20 thành phố đông dân nhất thế giới trong giai đoạn này đây là thời kỳ nhà Minh của Trung Quốc phát triển mạnh, cùng với đó là việc mở mang bờ cõi và các cuộc chiến tranh vào giữa thế kỷ 16 với nhà Thanh khiến sự thay đổi dân số tại các thành phố. Tiếp sau đó là Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ, Nhật Bản. Trong thế kỷ 17, Istanbul là kinh đô của nhà nước Ottoman, đây là thời kỳ phát triển vô cùng mạnh mẽ. Vì thế dân số của Istanbul trong giai đoạn này cũng phát triển bùng nổ. Tại Trung Quốc trong thế kỷ 16 là cuộc chiến giữa nhà Minh và nhà Thanh, đất nước Trung Quốc đã bị phân chia, Nhà Thanh phải mất khoảng 20 năm để thống nhất Trung Quốc. Bước sang thế kỷ 17, nhà Thanh trở lại cường thịnh và dân sổ bùng nổ tại các thành phố lớn. Đầu thế kỷ 18 khi ba thành phố là Bắc Kinh, Tokyo và Itabun có số dân gần bằng nhau và luôn tranh nhau vị trí dẫn đầu. Sau khoảng 10 năm, Bắc Kinh đã vượt lên hẳn với trên 700, 800 tới 900.000 dân. Bắc Kinh là thành phố triệu dân đầu tiên vào khoảng cuối năm 1775 năm đầu 1776. Lúc này London của Anh cũng là thành phố sầm uất với số dân lên đến gần 800.000 dân và vươn lên vị trí số 2. Thế kỷ 18 là sự phát triển mạnh mẽ về khoa học công nghệ của các đất nước châu Âu, trong đó dẫn đầu là Anh và Pháp. Vì thế việc tập trung dân số ở các thành phố lớn, nơi đặt các nhà máy công nghiệp cũng là điều dễ hiểu. Tại Trung Quốc, Càn Long cũng đưa Trung Quốc thành quốc gia lớn mạnh khi liên tục mở rộng lãnh thổ, gia tăng kinh doanh buôn bán với phương Tây. Đây là thời kỳ được nhiều người đánh giá là có sự phát triển mạnh mẽ nhất trong 300 năm thời nhà Thanh. Những năm đầu thế kỷ 19, sự gia tăng dân số quá nhanh khiến các thành phố ngày càng đông dân. Riêng Trung Quốc đã có hai thành phố nằm trong top 3 thành phố đông dân nhất là Bắc Kinh và Quảng Châu. Trong những năm đầu thế kỷ 18, London của Anh cũng là có dân số tập trung đông đảo và vươn lên vị trí số 2 thế giới. Và đến khoảng năm 1826, London trở thành thành phố đông dân nhất thế giới đến giữa thế kỷ 19 thì ba thành phố đông dân nhất là London của Anh, Paris của Pháp và New York của Mỹ. Trung Quốc trong thời kỳ này bắt đầu tụt lại, cuộc chiến tranh giữa Pháp và Trung Quốc, cùng với đó là nạn thuốc phiện đã khiến nền kinh tế Trung Quốc giảm sụt mạnh. Cuối thế kỷ 19, Trung Quốc còn phải chịu một cuộc chiến tranh với Nhật Bản, vì thế dân số các thành phố Bắc Kinh và Quảng Châu sụt giảm mạnh. Cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, New York đã tăng nhanh dân số và lên vị trí số 2 đến năm 1925 thì thủ đô nước Mỹ đã dẫn đầu thế giới, cùng với đó là sự phát triển của Tokyo, để rồi đến năm 1954, Tokyo của Nhật đã thành thành phố đông dân nhất thế giới. Kết thúc năm 2020, top 1 thuộc về Tokyo, thứ hai thuộc về Delhi của Ấn Độ và thứ ba là Thượng Hải của Trung Quốc.